Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, nằm ở thượng lưu lòng hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế, xã Hương Sơn, Nam Đông, đối diện với tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng do dòng nước chảy xiết. Giải pháp công trình ứng phó sạt lở được xem là cần thiết hiện nay. Đứng ở khu vực cầu Hương Sơn nhìn xuống, hai bờ sông Tả Trạch nham nhở các điểm sạt lở đất, dấu tích còn lại của đợt mưa lũ cuối năm 2023 là những đoạn sông bị sạt lở xâm thực lên phần đất sản xuất nông nghiệp của người dân. Nơi đây sạt lở đã ăn vào đất vườn, cách nhà dân chừng 50-70 mét, đe dọa nhiều diện tích rừng kinh tế. Một hộ dân sống gần khu vực cầu Hương Sơn cho biết kể từ mùa mưa lũ năm 2020, bờ sông Tả Trạch sạt lở mạnh hơn. Nhiều diện tích đất vườn của người dân đã bị mất. Dự báo năm 2024 mưa bão lớn, bà con rất lo lắng. Nếu tình trạng xâm thực này kéo dài, chắc chắn sạt lở sẽ đến mép nhà dân, đất vườn cũng không còn. Bà con mong muốn được xây kè kiên cố để ứng phó sạt lở. Cán bộ địa chính môi trường nông nghiệp xã Hương Sơn thông tin, hiện nay sạt lở nghiêm trọng nhất nằm ở địa phận thôn Ta Rung với chiều dài 200 mét, cách nhà người dân chỉ vài chục mét. Toàn tuyến sông Tả Trạch sạt lở nhiều điểm từ thôn Ta Rung đến thôn A2 trên chiều dài khoảng 2.500 mét. Qua nhiều lần tiếp xúc cử tri, nguyện vọng người dân cũng như chính quyền muốn được đầu tư xây dựng kè nhằm kiên cố hóa bờ sông để bảo vệ đất sản xuất, ổn định đời sống. Được biết, từ nhiều năm trước để ứng phó sạt lở khu vực trọng điểm, Ủy ban Nhân dân huyện đã đầu tư xây dựng đoạn kè khoảng 300 mét qua thôn Bờ Hà, Ba Hà. Tuy nhiên, hiện nay sạt lở xuất hiện nhiều điểm hơn và kéo dài trên cả hai bên bờ sông qua địa bàn xã, đe dọa đến đời sống hàng chục hộ dân. Nguyên nhân là do xã Hương Sơn dù nằm ở thượng lưu hồ Tả Trạch vào mùa mưa lũ, khi hồ tích khiến cho nước dâng cao, trong khi đó phía trên thủy điện Thượng Nhật điều tiết lưu lượng hoặc xả lũ khiến dòng chảy mạnh gây sạt lở hai bên bờ. Hàng năm, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đều đưa ra cảnh báo các điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh nhằm giúp các địa phương chủ động cảnh báo ứng phó trong thời điểm mưa lũ. Tại huyện Nam Đông, cơ quan chức năng khuyến cáo cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất đá, mái ta luy tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan qua địa bàn huyện, nhất là đoạn qua xã Hương Phú, Hương Lộc, thị trấn Khe Tre. Đề phòng lũ quét sạt trượt đất ở các khu vực dân cư ven sườn đồi sông suối, các đoạn sạt lở ven sông, đặc biệt có 9 vị trí nguy cơ sạt lở cao khi mưa lũ kéo dài, ảnh hưởng đến các khu dân cư trên địa bàn huyện. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, sau khi xác định các vị trí dân cư có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, Ủy ban Nhân dân huyện đã tiến hành quy hoạch và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án tái định cư mới nhằm từng bước thực hiện công tác di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ rủi ro thiên tai xảy ra, như khu tái định cư Tà Rinh, xã Thượng Nhật, điểm định cư tập trung xã Thượng Long, khu tái định cư thị trấn Khe Tre. Tuy nhiên, Nam Đông là huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn. Để khẩn trương di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ rủi ro thiên tai, nên cần sự quan tâm và hỗ trợ từ ngân sách trung ương tỉnh để thực hiện. Trên cơ sở báo cáo rà soát kiểm tra các điểm sạt lở trên địa bàn huyện, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn đã có chủ trương đầu tư dự án di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Trong đó có dự án thành phần di dân tái định cư tập trung thôn Lấp, Tà Rinh, A Tinh, xã Thượng Nhật. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, hoàn thiện các thủ tục để triển khai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông khẳng định, việc đầu tư xây dựng kè ứng phó sạt lở dọc bờ sông đoạn qua xã Hương Sơn với chiều dài khoảng 2.500 mét và một số đoạn qua các xã thị trấn Hương Phú, Khe Tre để đảm bảo an toàn giao thông đi lại, bảo vệ đất sản xuất, ổn định đời sống của người dân là cần thiết. Nguồn kinh phí xây dựng công trình lớn trong lúc ngân sách địa phương còn khó khăn, nên huyện đề xuất tỉnh có giải pháp về xây dựng các công trình ứng phó sạt lở, cũng như xây dựng các khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân vùng trọng điểm thiên tai. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông chỉ đạo chính quyền địa phương có biện pháp bố trí tiêu vè, rào chắn, lắp dựng các biển cảnh cáo tại khu vực sạt lở nguy hiểm, khuyến cáo người dân không được cơi nới lấn chiếm, đổ chất tải nặng trên bờ sông đang bị sạt lở. Trong mùa mưa lũ, chủ động phương án di dời, dự trữ vật tư dự phòng 4 tại chỗ và có kế hoạch bố trí kinh phí để xử lý tạm thời khi có sạt lở xảy ra.
Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới. Theo dữ liệu chính thức được công bố vào ngày 16 tháng 8, thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã ghi nhận đêm nhiệt đới thứ 26 liên tiếp, phá vỡ kỷ lục dài nhất về chuỗi đêm mà nhiệt độ duy trì trên 25 độ C trong 118 năm qua. Các quan chức cho biết, nhiệt độ ban đêm tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã duy trì ở mức trên 25 độ C trong 26 ngày liên tiếp, đánh dấu chuỗi đêm nhiệt đới dài nhất kể từ khi bắt đầu quan sát thời tiết hiện đại vào năm 1907. Kỷ lục này ngang bằng với kỷ lục được thiết lập vào năm 2018, nhưng cơ quan thời tiết coi kỷ lục gần đây nhất là chuẩn mực. Những buổi tối nhiệt độ trên 25 độ được gọi là đêm nhiệt đới ở Hàn Quốc, và các quan chức cho biết chuỗi thời tiết kéo dài như vậy là bất thường. Giám đốc Sở Dự báo Khí tượng Seoul giải thích, luồng khí lạnh không tràn xuống từ phía Bắc và do chúng tôi chịu ảnh hưởng của phía Tây Nam ấm hơn, nên nhiệt độ liên tục ở mức khoảng 25 độ C trở lên. Phần lớn thế giới đang phải chịu đựng một mùa hè nắng nóng khắc nghiệt. Tháng 7 năm 2024, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo về đại dịch nắng nóng khắc nghiệt và kêu gọi hành động để hạn chế tác động của biến đổi khí hậu. Theo Văn phòng Khí tượng Hàn Quốc, đợt nắng nóng dữ dội ở Seoul dự kiến sẽ tiếp tục và lập kỷ lục mỗi ngày cho đến tuần tới. Giám đốc Sở Dự báo Khí tượng Seoul thông tin thêm, thông thường vào thời điểm này nhiệt độ sẽ giảm vào buổi sáng và buổi tối khi luồng không khí lạnh từ phía Tây Bắc tràn xuống và áp suất cao Bắc Thái Bình Dương co lại. Nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Trong khi đó, tại Busan, thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc, đêm nhiệt đới thứ 22 liên tiếp đã được ghi nhận. Đây là chuỗi đêm nhiệt đới dài nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép vào năm 1904. Theo Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế IIED, số ngày có nhiệt độ lên tới 35 độ C ở các thủ đô lớn nhất thế giới đã tăng 52%. Trong 30 năm qua, dự tính riêng năm 2018, Seoul đã trải qua 21 ngày có nhiệt độ trên 35 độ C. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay ngày 18 tháng 8. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ C. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước.
Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.